Thưa quý vị, những ngày gần đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nhận được thông tin phản ánh của một số người dân về việc họ nhận được tin nhắn có đầu số 052 thông báo về việc nhận tiền trợ cấp từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đây hoàn toàn là một chiêu trò của các đối tượng lừa đảo. Theo đó, các đối tượng gửi các đường link lạ qua tin nhắn cho người lao động, yêu cầu nhập các thông tin quan trọng để nhận trợ cấp. Trước vụ việc trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định tin nhắn trên là của đối tượng lừa đảo, lợi dụng thông tin về chính sách hỗ trợ đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp nhằm trục lợi hoặc lấy thông tin cá nhân và hack tài khoản của người dân. Cơ quan Bảo hiểm xã hội không gửi bất kỳ tin nhắn nào có nội dung như trên. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo người lao động không nên tin bất kỳ tin nhắn nào nếu không có chữ Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc Bảo hiểm xã hội Hà Nội. Các địa phương khác trên toàn quốc sẽ có tên tương tự như Bảo hiểm xã hội Hà Nội, hiển thị tại phần số điện thoại của người gửi tin nhắn. Đồng thời, cần nâng cao cảnh giác vì thời gian người lao động nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nghị quyết số 116 và thời gian nhận đề nghị hỗ trợ của người lao động theo quyết định số 28 là đến ngày 20 tháng 12 năm 2021. Vì vậy, người lao động tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào, nhất là không nhấp vào bất kỳ đường link nào, nếu không sẽ có khả năng lộ thông tin cá nhân và bị hack tài khoản. Để tra cứu thông tin hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, người lao động chỉ cần truy cập vào dịch vụ tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo đường link trên. Sau đó nhập mã số bảo hiểm xã hội, họ tên rồi tích chọn "Tôi không phải người máy". Chọn hình ảnh trả lời rồi nhấn tra cứu. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị khi nhận được các tin nhắn như trên, người dân cần nâng cao cảnh giác hoặc thông báo đến số hotline của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900 9068 để được nhận tư vấn, hỗ trợ và giải đáp kịp thời.